Rồi chào anh em nha. Hôm nay 20 tháng 8 năm 2020 em bán cái bình xăng con đít dài trái ga 18, bình dây xéo nha anh em. Bình vai xéo nè. Đó, vai xéo là cái vai này nha anh em. Thấy nó xéo không? Thì bình này nó sẽ thích hợp cho những cái anh em mà đang chơi cái dòng xe 67, 68, 71, 72 mà dọn dán zin. Thì mình đi cái bình xăng con trái ga 18 ống lớn này, dây xéo thì lên xe nó rất là đẹp ha. Mình xài lại được cái coi zin của 67 luôn. Là coi nó coi vai xéo ha. Thì cái bình này là hàng rã xe kho nội địa Nhật về, chưa từng sử dụng tại Việt Nam, tình trạng là nguyên zin, chưa vô xăng tại Việt Nam, chưa phục hồi, quả ga kim đốt zin, nói chung là zin toàn bộ. Em bán cho cái bình xăng con đít gài trái ga 18 vai xéo này em bán là 2.4 triệu ha. 2.4 triệu, bình xăng em còn khá là đẹp. Đây nha anh em, cái trái ga nó là long lanh như mới luôn. Long lanh như mới à, chưa có xước liếm nha. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 ha. Bây giờ em mở trong đít lên cho anh em xem ha. Đó, bên trong là còn long lanh ha, không mục không lủng nha. Đó. Cái bình xăng này sẽ thích hợp cho anh em chơi cái hệ máy là từ 54 zin trở về ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332. Bình xăng con đít gài Kenhin trái ga 18 vai xéo, giá 2.4 triệu ha.